Rồi, để tiếp theo cuốn video và ngày mới kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an lành. Và sau đây mời quý vị cũng như quý anh chị em thưởng lãm một số tác phẩm cây được trưng bày tại đại hội. Và nơi đây là thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Rồi, mời quý vị cũng như quý anh chị em mình thưởng lãm những tác phẩm đẹp. Tác phẩm Hải Châu rất đẹp mắt. Đây là một tác phẩm Linh Sam. Tác phẩm Sầm Trái rất đẹp mắt. Tác phẩm Hải Châu. Tác phẩm Khế. Rất đẹp. Đây là một tác phẩm xanh. Đây là một em C
tập Bảo Mai chữ Thủy. Chậu trang đỏ cho bông rực rỡ. Tác phẩm Hải Châu. Một chậu ổi rất là quái. Và xin nhắc lại cùng quý vị cũng như quý anh chị em, nếu yêu mến tác phẩm trên đây, quý vị hãy chụp lại màn hình tác phẩm của mình yêu thích và liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Đây là một tác phẩm Tùng La Hán. Đây cũng là một cây tùng La Hán, này là lùng lực. Tác phẩm Mai Chiêu Thị.
Hải Châu. Chậu đinh sam dáng là trang đỏ rất đẹp mắt. Tác phẩm Hải Châu, chợ trái rực rỡ, rất đẹp và tất cả ai cũng thích.
là một tác phẩm mê. Đang bung lọc non. Rồi, những tác phẩm cây trên cuốn video này quý chị yêu thích hãy chụp lại màn hình, hãy liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Đây là một chậu găng, còn gọi là găng tu hú. Một tác phẩm hải châu. Hải châu. Rồi, để xin nhắc lại cùng quý vị cũng như quý anh chị em nếu yêu mến tác phẩm hãy liên hệ thông qua số điện thoại trên màn hình, để vào Zalo chụp lại bức ảnh những tác phẩm mà quý vị quý anh chị em yêu thích, để liên hệ đến với nhà vườn và để giao lưu. Rồi, cuốn video này cũng đã tạm dừng. Hẹn lại quý vị ở video tiếp theo.
và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Trân trọng kính chào quý vị.